Bởi vì là chưa từng có, hiện tại chưa từng có một cái deal nào mà hời như cái deal này. Tức là mọi người chỉ bỏ ra một số tiền chỉ khoảng là 30 triệu đồng, dưới 30 triệu đồng luôn, 29 triệu 800 hay là trên 700 gì đó, mọi người đã có một bộ sản phẩm của JBL luôn. Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Thì lâu lắm rồi mình không review một cái dòng sản phẩm nào đó chính hãng của JBL, như là những dòng âm ly hoặc lục đẩy. Thì hôm nay tiện anh em có một cái đơn hàng liên quan đến sản phẩm này thì mình tiện mình sẽ review cho mọi người luôn. Đây là cái đơn hàng của mình. Đây là hiện đang mình đang để là hai đơn hàng chứ không phải một đơn nha. Đơn dưới này là đơn thanh lý á, cái đồ bộ thanh lý mình, mọi người nhớ clip mình làm trước không? Cái bộ mà loa cặp loa Pro 100 của monitor mình có 4 triệu á. Thì khách mua cặp loa xong khách mua thêm cái sub với một cái âm ly xem phim để ghép thành bộ xem phim 5.1 luôn ha. Quá chất luôn. Rồi. Thì đây là cái nhân vật chính mà mình muốn nói trong clip này, đó là dòng JBL Beyond 3 trong cái Beyond series của dòng JBL. Thì trong cái Beyond series này nó có hai dòng series, đó là Beyond 1 và Beyond 3. Thì nó chỉ khác nhau về phần công suất thôi mọi người. Beyond 1 đâu mình nhớ đâu đó tầm 180W một kênh. Nó có hai kênh nha. Beyond 3 thì là 350W một kênh. 8 ohm hết nha. Dòng này là dòng nó sẽ thay thế được cho những cái dòng âm ly truyền thống như bây giờ, bởi vì nó là một dòng vang số liền công suất. Tuy nhiên vang số liền công suất này không bình thường như các dòng khác thị trường, bởi vì nó là JBL. Rồi, ok, mình sẽ review chi tiết cho mọi người ha. Bắt đầu thôi. Ok, tại vì nãy con kia là cái khục của khách, mình không dám khui để khách khui hồng, nên là mình sẽ khui cái con demo ở cửa hàng mình ha. Tại vì mình tiện mình giao hai con luôn. Vì hiện tại cái sản phẩm này bên mình đang có một cái chương trình khuyến mãi rất đặc biệt dành cho nó, mà cuối clip mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết ạ. Ok rồi, không có dông dài nữa, mình sẽ tháo cái con này ra cho mọi người coi xem là bên trong nó gồm những gì ha. Đây. Từ từ, nãy đi mưa quá nên là bên giao hàng có bọc một cái tiết PE vô cho nó đảm bảo. Ok rồi, xíu mình dọn luôn. Đây, ok ha. Hàng này là của 3 sao nha mọi người đó. Có tem 3 sao đồng hàng. Thiên Vũ bán là lúc nào cũng là tem 3 sao để đủ hết. Mọi người xài là mọi người cứ yên tâm. Đợt này 3 sao ra nhiều dòng sản phẩm lắm. Quá trời sản phẩm xịn luôn. Đây mình bóc khui tem 3 sao luôn này. Coi như là demo, xác định demo rồi nhá. Mọi người mua sản phẩm Thiên Vũ, mọi người cứ để ý này, Thiên Vũ lúc nào cái tem 3 sao này cũng còn nguyên nha. Chứ không bao giờ cái nào mà mình khui rồi là mình sẽ bán theo dạng demo. Không bao giờ có chuyện bên Thiên Vũ bán những cái sản phẩm mà đã bị stretch cái tem của 3 sao như này. Đó, mọi người để ý đi. Thì mình không biết có bị khác như nào nhưng mà Thiên Vũ bán là vậy á. Đã khui ra xác định demo là demo. Ok. Đây, nó có một cái remote nè, đã chưa? Mọi người thấy đã không? Có remote tăng giảm âm lượng nè, của music nè, của mic nè, không biết mọi người nhìn thôi để mình lấy ra cho mọi người coi. Cái này là gì ta? Cái này bỏ qua đi. Không biết nữa, không phải nữa. Cái gì vậy? Đây. Một cái remote. Dính dưới ta. Rồi. Một cái remote nha. Nó có tăng giảm âm lượng nhạc nè. Mic nè. Effect nè. Bluetooth nè. Chọn nguồn đầu vào nè. Rồi các mod như là KTV. KTV này là karaoke nè. Pro này thì là không biết Pro là gì thì tùy theo chế độ mod của mình thôi. Mình là speed nha, là kiểu mình tắt effect đi để mình đọc thoại á, kiểu mình nói chuyện á. Đó, music EQ nè, nó có chép, có mid, có bass nè, cộng trừ nè, tăng giảm nè. Mic EQ nè cũng bass chép nè. Khá là tiện ha. Cái này chẳng hạn như mọi người ngồi mà kiểu vừa nghe nhạc chill chill, mọi người không có muốn lại gần á thì mọi người có thể bấm cái nút này. Đó. Rồi ok thôi mình bỏ qua đây đi. Đây là một cuốn sách hướng dẫn user manual của hai dòng nè, Beyond 1 nè, cái xíu này nó có Beyond 1, Beyond 3 nè. Đó, mọi người thấy không? Y chang nhau. Đó, chẳng qua là size series khác nhau về phần công suất thôi. Nó có tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Ok. Thôi được rồi, bỏ qua. Cái này ai cần chi tiết sâu hơn thì mọi người tham khảo thôi nè. Đây, rõ ràng ha. Sản phẩm của Thiên Vũ lúc nào cũng tem 3 sao đầy đủ nha. Tem trong thùng là một nè, tem trên sản phẩm là hai nè, không có thể thiếu nhá. Rồi cái này bỏ qua luôn, xíu không biết, hy vọng là đóng gọn luôn. Bây giờ để mình lấy ra đã. Rồi
này là gì đây, nguồn rồi, thôi nguồn cũng bao nhiêu bao cái nguồn khác thôi, mình bỏ qua một bên rồi, để mình bỏ ở đây để mình để gọn rồi. Đây, nhân vật chính ở đây này. Rồi ok, rồi ok, để tháo, mình tháo ra đã, mọi người chờ mình xíu ha, để mình tháo ra cái bịch này ra cho mọi người. Ai à, nặng quá, dòng này như 300W hơi hơi nặng nha mọi người. Rồi ok, nhân vật chính đây, để cho mọi người coi cho nó dễ. Đây, trước mặt nó đây đó. Chắc mình phải cắm điện lên, để xíu mình cắm điện lên thôi. Trước mắt mình thấy review sơ về phía hoàn ngoại thất nó trước ha. Ủa, sao nó dơ vậy? Nó dơ. Cái gì? Nó dơ. Bụi vô. Rồi. Ok, mặt kính nó nè. Ok, này là nó có cái này không phải bị xước nha. Cái này là nó bị có, nó có cái lớp này nó chưa bóc nè. Thường đồ mới nó là vậy nè. Đó. Đó, Sony nè, Vision 3 nè. Nó cũng có mic effect nè. Đó. Tất cả các nấm ở đây. Rồi, một màn LCD. Music ở đây. Đây nó có nút nguồn đây nè. Đó, nó có cắm cả USB nữa nha. Nó cắm cả USB khá tiện luôn á, mình nhìn thấy khá tiện nha. Cái này dành cho nếu mà quán nào mà kiểu phòng họp nào mà mọi người phòng họp nào, quán cà phê này, hoặc là phòng tập gym nè. Mọi người cần những cái sản phẩm như thế này cũng đều tốt, bởi vì nó vừa có nhạc USB để mình mở nhạc playlist nè. Rồi nó vừa có thể chức năng speech, là tức là khi mình muốn nói hội thoại, mình chia sẻ một cái hội thảo gì đó mà mình muốn tắt effect nhanh á, thì mình xài cái chức năng có cái remote mình bấm cái nó tiện hơn nhiều đó. Rồi ok, rồi xíu nữa mình mở điện lên, mình nó sẽ nó ra phương chức năng rồi mình sẽ chia sẻ mọi người kỹ hơn. Rồi đâu coi ta, hay quá, con này hay quá, con này chạy điện từ 100 đến 240 nha mọi người. Con này là auto volt, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cái này auto volt cho khách hàng nào mà ở các nước ngoài như là Mỹ nè, mọi người đều xài được hết nha, không yên tâm, không phải lo. Thường thì khách bên Thiên Vũ hay mua mà vang số này kia thì rất là hay quan ngại cái vụ mà điện đóm này, bởi vì là vang số, ví dụ như cái 80 thường nó là điện 220 hết chứ nó không xài điện 110. Nhưng mà con này có auto volt là quá tốt. Ok, quá tuyệt vời. Rồi, đằng sau đây là một khe tản nhiệt này. Có những cái cầu để đấu loa nè ha. Hai cái loa left right, right left này. Ok. Cái phần đây, mình ngồi xuống đây cho mình dễ. Rồi, đây nè. Mic 3 nè, nãy đầu tiên là mic 2, 1 mic 2 nè, đây mic 3 nè. Music in vào là có hai đường nè. Nó sẽ có VOD và BMG nè. Out ra nó sẽ có ốc out nè, nó có out ra sub luôn nè, và có cổng REC này. Cái cổng REC này là record ấy mọi người, record là tức là mọi người thu âm á. Mọi người nhớ ngày xưa Huy bên mình có làm một cái clip mà gọi là thu âm trực tiếp trên vang số không? Thì cái đường này chính là cái đường record đó. Đó là cái đường record đó, tức là mình thu âm lại. Mọi người thu âm qua điện thoại, mọi người thu âm qua máy tính thì đều là xài cái đường này hết. Dĩ nhiên cái sản phẩm này không phải là chuyên thu âm, mình chỉ thu cho vui thôi. Bởi vì sao? Thiết bị thu âm mà thực tế nó sẽ phải hơi gọi là nó phải cái âm thanh nó yêu cầu đòi hỏi nó chính xác hơn một xíu, chứ những dòng này thì nó là karaoke nên nó hơi ảo một tí. Á, nên là cái dòng mà thu âm thực tế mà kiểu livestream như kiểu podcast á, là đợt mình đi Plasso năm 2023 là mình có chia sẻ là cái con mixer Yamaha đó. Đó, thì nó mới là dòng cho record chính xác. Và dòng này thì coi như cho vui thôi. Ok. Invo Optical nè. Đây là cái dây kết nối để mình set vang số nè mọi người. Set vang số trên con này nè. À, vì con này là một con vang số liền công suất nha. Đó, nó có cái cổng cái set vang số luôn nè. Tuyệt vời hơn. Đây, có hai HDMI Invo luôn ha. Thêm một cái cổng HDMI out nữa. ARC luôn. Mọi người biết ARC này làm gì không? ARC này tức là khi mà mình kết nối giống với cái sau 3, tức là mình xài một remote thôi mọi người. Đó thì khi cắm vào mình lấy remote TV mình mở âm lượng lớn nhỏ trên con này được luôn. Cái cổng này quan trọng nè, mà cho cổng này rất tuyệt vời. Thực sự luôn á. À, ok. À, rõ ràng ha, đây máy Antina đây. Mọi người đừng có lo về cái vụ máy Antina này, thật ra là bây giờ JBL tập đoàn của Hangman á thì hầu hết người ta đặt nhà máy ở bên China hết rồi. Bây giờ các sản phẩm của họ á, nếu đã dành cho thị trường châu Á là 100% sản xuất tại China hết. Chứ còn không có, trừ khi á, những sản phẩm như kiểu sản xuất cho dành cho thị trường châu Mỹ, như là những dòng loa như JBL Pyrite
nè, những dòng đầu VRS nè, SRS nè, bắt đầu bây giờ sản xuất tại Mexico nha. Tuy nhiên đó là loa thôi, còn với những phần mà liệu liên quan đến linh kiện điện tử như này, như là cục đẩy nè, vang số này, thì hầu hết là China hết, không có một cái sản phẩm nào của Mexico hết nha. Rất cực là mình kiếm không có luôn á. Kể cả mọi người xách tay từ bên Mỹ về cũng là in China nha. Rồi, ok, để mình cắm điện con này đi. Chắc mình cắm điện cái đi cho mọi người trực quan hơn một xíu về cái con sản phẩm này. Ok, sau khi mình cắm điện thì mình thấy không? Có nghĩa là đèn nó đã sáng lên như thế này rồi. Thì sau khi mình bấm vào một cái, đó, màn hình nó sẽ hiển thị lên. Với khi mọi người xài những dòng này dành cho dàn karaoke thì mọi người hoàn toàn không cần xài cái quản lý nguồn nha mọi người. Bởi vì sao nút nguồn mọi người nó nguồn bấm. Nó cấp điện vô nó cũng chưa có điện nên là không cần xài quản lý nguồn đâu nha. Những dòng này cứ xài bình thường thôi. Bởi vì khi mọi người bấm này lên là nó đã tự biết là bật phần nào trước phần nào sau, không quan tâm nữa. Khỏi cần không phải lăn tăn cái bộ quản lý nguồn. Thế là thêm một phần tiết kiệm nha mọi người. Xài này là khá tiện. Đây nè mọi người coi. Đó khi mình vặn như này. Đó, nó số nó nhảy nè. Số LC nó nhảy, thấy không? Thấy không? Đó, effect cũng vậy. Đây, số LC đây như nhảy đây. Mic cũng vậy. Ok ha. Đơn giản thôi. Không có gì hết. Đó. Thì mọi người có thể thao tác ở trên đây luôn. Nhiều cái thao tác trên đây. Đó, các nguồn vô đây. Khá là nhiều. Cái này nó sẽ có mod. Này, mod chỉnh. Bấm này. Chỉnh. Đó, này. Nghe thấy không? Đó, khi mọi người ấn vào mod thì nó sẽ nhảy KTV này, Pro, Speed này, User 1, User 2. User 1, User 2 là kiểu như mình setup ta, xong mình lưu lại cái user. Cái user này mình đặt tên được luôn, ví dụ như là đặt tên là ai đó thì kia để kiểu như. Hoặc là hát bolero là số 1, hoặc là karaoke là số 1, rồi khen nhạc là số 2 này kia đó, tùy cái này là tùy mọi người thôi nha. Thì khi nào mà bên Thiên Vũ setup thì thường Thiên Vũ sẽ setup cho mọi người hai file, một file là nghe nhạc, một file karaoke, tùy theo yêu cầu của khách. Nói chung là bên mình sẽ setup theo yêu cầu, cái đó là cá nhân hóa rồi. Như các chiếc clip trước mình thì sẽ đó là cá nhân hóa, khi setup vang số là phải cá nhân hóa hết đó. Rồi nó đơn giản vậy thôi, có một cái màn LCD, ok. Rồi khi mình tắt đi như này, bụp, xong. Và cái chương trình mình muốn chia sẻ với mọi người đó là khi mọi người mua một cái âm ly Beyond 3 này cộng một cặp micro như là 599 hoặc là JBL VM300 thì mọi người sẽ được tặng ngay một cặp loa JBL MK10 trị giá đến 13.600.000. Một cái chương trình rất là sốc, mà mình sau khi mình xin hãng xong mình cũng sốc luôn. Bởi vì là chưa từng có, hiện tại chưa từng có một cái deal nào mà hời như cái deal này. Tức là mọi người chỉ bỏ ra một số tiền chỉ khoảng là 30 triệu đồng. Dưới 30 triệu đồng luôn, 29.800 hay là 700 gì đó. Mọi người đã có một bộ sản phẩm của JBL luôn, gồm âm ly liền vang liền công suất của JBL này, rồi micro JBL và một cặp loa của JBL. Sản phẩm trong chương trình khuyến mãi này thì đều được trưng bày và được test tại Thiên Vũ showroom 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Thì mọi người có thể ghé đến, mọi người test thử và trải nghiệm sản phẩm, xem cái chất lượng của bộ dàn 30 triệu này sẽ như thế nào nhé. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người. Và mình sẽ xin nhiều deal hơn cho mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.